Dạ vâng, lần đầu tiên thì em xin kính chào tất cả bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Hùng Ado Sài Gòn nhé. Trong clip ngày hôm nay thì hiện tại em còn một ít củ mic sau Trắc Pro 700 cũng như sau Trắc Pro 600 và một ít củ micro Đức thương hiệu Sennheiser. Thì trong hôm nay em làm clip này nhằm giới thiệu cho các bác và anh em. Hiện tại các bác nào, anh em nào mà đam mê ca hát karaoke mà hiện tại đang có những cái micro tại gia đình mình mà bị hư hỏng, mua lâu năm, chất lượng hát, chất giọng hát không còn được tốt như mới mua được, thì các bác hãy xem xét đánh giá và lựa chọn cho mình một trong những củ micro trong clip này của em đây để về nâng cấp, đổ lên cho những cái mic của gia đình mình thành một cái micro mới hoàn chỉnh, cho chất âm hay, cho tiếng hát nhẹ, có độ hút cao. Đấy. Thì để em nói về cái vấn đề mà hàng hóa một tí, vì hiện nay trên thị trường thì được rất nhiều shop bán và nói chung là rất nhiều. Đây, sản phẩm bên em đây là củ micro họ hàng bên dòng 6 trắc. Thì những cái củ mic này là hàng bên em hàng chuẩn, hàng tháo mic nên các bác và anh em yên tâm tháo những từ những cái mic như thế này. Đấy, em nhập về hàng bài Mỹ. Đấy, đã nói chung là đã qua sử dụng rồi. Và bên này thì 6 trắc Pro 600. Đấy, cùng như vậy luôn. Đó. Chất lượng thì nói chung là nó hàng bài nên là không như hàng zin mới đâu. Hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều shop bán và chất lượng thì khác nhau, dẫn tới giá cả nó khác nhau, chênh lệch giá cao có, giá rẻ có. Các bác đi hay anh em đi mua hàng thì chúng ta lựa chọn đánh giá cho cẩn thận. Và một điều đặc biệt, điều muốn chia sẻ giới thiệu tới các bác và anh em trong clip này của em đó là vấn đề chăm sóc dịch vụ bán hàng của bên shop em như thế nào cho các bác yên tâm đặt hàng khỏi vấn đề so sánh với những cái shop bán hàng khác nha. Thì hiện tại bên shop em là hàng bên em thì hàng chuẩn, hàng tháo mic nên các bác yên tâm. Còn về vấn đề mà các bác cứ đặt hàng, bên em sẽ đảm bảo ra ngoài đó tới hàng hóa của mic tới tay các bác, thì các bác kiểm tra nếu mà đúng của mic 600 Pro 700 hoặc 600 thì các bác mới trả tiền cho shipper, còn không thì trả lại hoàn về cho em. Đấy, đó là trường hợp thứ nhất. Vì có một cái trường hợp có một cái anh khách nói là anh đặt một củ micro nhưng mà Pro 700 nhưng mà về người ta giao củ mic khác và là người ta bắt trả tiền mới được xem hàng. Vì vậy khi mà không để ý thì trả xong tiền thì shipper đi rồi và vào xem hàng thì một cái củ mic khác chất lượng kém và rất tệ. Đấy, để tránh trường hợp đó thì các bác và anh em chú ý. Còn về đối với cái chính sách mà bảo hành cũng giống như chăm sóc thì bên em sẽ cam kết cho các bác và anh em. Bên em nói chung là nếu mà các bác mua cùng bên shop của em về về đổ mà nếu mà cảm thấy cái chất âm của nó không được tốt, không được cải thiện so với micro cũ, không được hay, không hài lòng với bản thân mình thì cứ nhắn tin cho bên shop, nói với shop là anh ơi, củ micro của anh hát không hay, không như giới thiệu, thì để bên em nhận hàng lại và hoàn tiền lại cho các bác và anh em. Đó, điều đó một điều là em cam kết nên các bác yên tâm. Còn về vấn đề bảo hành thì trong trong quá trình mà các bác và anh em xài á thì bên em sẽ bao đổi trả trong vòng 7 ngày. Nếu mà hàng không hay, không chất lượng thì các bác được tự do đổi trả trong vòng 7 ngày, hoàn về cho em kiểm tra. Nếu mà chất âm mà đang còn hoạt động thì em sẽ hoàn tiền lại cho. Và vấn đề nếu mà trong bảo hành thì bên em sẽ bảo hành 3 tháng. Đấy. Trong quá trình 3 tháng đó thì các bác và anh em nào mà hoạt động mà bị lỗi do nhà sản xuất hoặc do bên sản phẩm thì có thể liên hệ cho em để em đổi trả cho. Nên các bác yên tâm về vấn đề bán hàng, vấn đề chăm sóc, sợ tránh sợ hàng nhái hàng giả. Nếu các bác sợ hàng nhái hàng giả thì các bác mua về rồi xem. Nếu mà hàng nhái hàng giả thôi trả, bên em cũng sẽ nhận về và hoàn tiền. Nên các bác yên tâm về vấn đề đó nha. Vì một số trường hợp các bác cứ gọi điện cho em cứ mua về sợ. Nên là em làm clip này để chia sẻ cho các bác và anh em hết sợ. Nói về chất âm của micro 600 Pro 700 và 600 thì em cũng nói qua những clip trước rồi. Bây giờ em nói lại thì đây, của micro 600 Pro 700 là đây này, đó. Thì nó cho chất âm nó thiên về giải bass hơn,
kiểu mít nữ á, nó bật ống sâu phải cho tiếng tím, cho tiếng chất âm nó sẽ rõ tiếng và rất êm. Đặc biệt là nó có độ hút đa chiều đây 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 5 chiều, vì vậy là nó có độ hút rất nhẹ, nó phù hợp với các bác hay anh em nào mà nhẹ hơi đấy, hơi yếu trong quá trình hát, không chịu được hơi dài thì hát cái này rất rất ok, của mic này rất phù hợp. Đó. Còn của mic Pro 600 thì nó hơi trong trẻo, hơi thiên về dài chép hơn. Đấy. Dòng hát thì phải có độ cần độ khó hơn một tí, cần phải cao hơn một tí. Đó. Thì bác nào mà muốn hát những ca khúc cao và thì nên mua những cây của micro sau Rock Pro 600 này. Đấy. Cuối cùng thì đây là của micro Đức Sennheiser, thì cụ này thì nói chung là vì sao mà em bán thêm cụ này? Thứ nhất là cụ này là nó có kích thước nó nhỏ hơn với mấy cụ này, và chiều dài nó cũng dài hơn, nít hơn một xíu, và cái đầu này nó nhỏ hơn để cho các bác và anh em nào mà không vừa. Thì micro này thì nó tương tương chất lượng giống như của micro sau Rock Pro 700 nhá, có độ hút cao, độ nhảy cao, phù hợp với những chất giọng nhẹ, nên các bác và anh em yên tâm. Đó. Thì bác nào anh em nào mà muốn đặt hàng hay muốn tư vấn thì cứ liên hệ qua cho em số điện thoại 0355 447 550, em tên Hùng, em để số điện thoại ở trên video này nhá. Các bác và anh em cứ thoải mái gọi điện và đặt hàng hoặc là nhận tư vấn. Đấy. Thì clip của em tới đây cũng hết, thì xin chúc các bác và anh em một ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì sắp tới em sẽ ra được nhiều clip hơn về dây loa, dây tín hiệu cũng giống như của micro và một số sản phẩm khác nữa, thì mong các bác và anh em ủng hộ và chia sẻ. Rồi, em xin cảm ơn. Xin chào các bác. Hẹn các bác và anh em những clip tiếp theo. Rồi, em xin chào.